ngành đường sắt bổ sung thêm tàu từ Hà Nội đi các tỉnh thành phố dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lại thêm một vụ lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản và trả mức lãi suất cao bất thường. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Để thúc đẩy tín dụng tạo động lực tăng trưởng kinh tế năm nay, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay hiện giảm từ 0,4 đến 0,6% một năm so với cuối năm ngoái. Trong quý 1 năm nay, ngành ngân hàng đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Lãi suất bình quân huy động và cho vay đối với các giao dịch phát sinh mới lần lượt ở mức 3,1% một năm và 6,5% một năm, giảm tương ứng khoảng 0,4% một năm và 0,6% một năm so với cuối năm ngoái. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần phục hồi. Theo Ngân hàng Nhà nước, quý 1 năm nay, ngành ngân hàng đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02. Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung gia hạn thông tư 02 đang được rà soát. Lại thêm một vụ lừa đảo, con số báo chính thức gần 217 tỷ đồng. Nhưng xin nhấn mạnh, đó là con số được công khai, không loại trừ trường hợp vẫn còn những nạn nhân không khai báo. Với thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản và trả mức lãi suất cao bất thường, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, Phạm Thị Hòa, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Prosland đã nhận từ 41 người số tiền trên 689 tỷ đồng. Hòa đã trả được số tiền cả gốc và lãi là 473 tỷ đồng, còn 217 tỷ đồng hiện vẫn đang chiếm đoạt. Đây là số tài sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng mà bà Thủy đang giữ cho gia đình và một số người thân, bè bạn. Nhưng đó chỉ là những con số mà vợ chồng bà tỉ mẩn cộng dồn. Còn trên thực tế, dù có chữ ký, có dấu đỏ, thì giờ chúng cũng chẳng khác gì mớ giấy lộn. Bởi công ty mà họ hợp tác thì đã biến mất. Còn người nhận tiền rồi ký giấy, giao giấy cho họ, giờ đã không còn thấy mặt. Đây từng là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Prosland do ông Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú tại số 91 Phấn Dũng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh làm giám đốc và vợ Phạm Thị Hòa là phó giám đốc. Từ sau tháng 10 năm 2022, địa điểm này đã được sử dụng cho mục đích khác, không liên quan đến Tuấn, Hòa hay bất động sản. Không còn nơi tiếp cận với chủ doanh nghiệp, một số người sót tiền đã tìm đến nhà riêng của Tuấn, Hòa tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, do thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Theo những người dân này, thì từ tháng 8 năm 2020, Phạm Thị Hòa với tư cách phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Prosland đã đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty có hợp tác với nhiều chủ dự án lớn để đầu tư và phân phối bất động sản. Theo đó, Hòa nhận đặt cọc nhiều suất đối ngoại có vị trí đẹp tại các dự án của Vinhomes, dự án Đồi Rồng, Doji, Minato, BRG, Vivaland. Góp vốn đầu tư với Prosland, họ đã từng nhận được những khoản lãi suất cao ngất ngưởng, có thời điểm lên tới 20% một tháng, thậm chí 10% cho 10 người giao vốn. Với mức lợi nhuận đó, nhiều người đã lóa mắt, không chỉ dốc sạch túi để đầu tư, mà còn giới thiệu cả người thân, bạn bè cùng tham gia để hưởng lợi. Công ty Prosland là công ty bất động sản thì là cũng là người thân trong gia đình mình, thì cái đấy cũng đã là một cái sự uy tín rồi, và mình cũng giới thiệu mọi người đến công ty và tất cả thì là cùng bị lừa giống như mình. Mới đầu là vào có 200 triệu thôi, Hòa giả hết cả tiền gốc đến tiền lãi luôn. Thì mình thực sự là tin tưởng, mình vào thêm. Vào thêm thì mới đầu là vào 200, rồi sau 400, rồi 600, xong 800, rồi bắt đầu bạn bè cũng hỏi mày làm ăn gì, rồi không, ra này bạn không làm nữa thì bắt đầu là tất cả bạn bè cũng không làm ăn gì nữa và tất cả tiền cũng đút hết vào đây luôn. Không chỉ các khách hàng thông thường, nhiều nhân viên của công ty cũng trực tiếp tham gia và giới thiệu người thân cùng đầu tư. Người thân của chị Hòa cũng đầu tư,
anh em trong công ty cũng đầu tư, các chủ doanh nghiệp lớn họ cũng đều tham gia đầu tư, cho nên là em mới đi giới thiệu. Tại vì đây là một cái chương trình đầu tư mà có lãi suất lợi nhuận như thế mà lại uy tín như thế, thì em mới đi giới thiệu cho bạn bè em. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã có quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự. Doanh nghiệp và nhà trường phối hợp chặt chẽ, tăng cường liên kết không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho sinh viên mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí đào tạo lại người lao động. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả tại trường Đại học Hải Phòng. Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thúc đẩy việc đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động, tránh tình trạng đào tạo tràn lan dẫn đến cung vượt cầu. Tại trường Đại học Hải Phòng, thời gian qua, ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường thường xuyên tăng cường hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, không chỉ tìm kiếm những suất học bổng giá trị cho sinh viên, nhất là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập, mà còn tăng cường năng lực và cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Dịp này, nhà trường có 24 suất học bổng từ các công ty của tập đoàn LG cho 24 sinh viên khoa điện cơ và khoa công nghệ thông tin của nhà trường, mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu đồng. Với định hướng đầu tư lâu dài, phát triển bền vững và tiếp tục mở rộng nhà máy tại Hải Phòng, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn LG hiện có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là được đào tạo bài bản tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài thành phố. Tập đoàn LG thì cũng đã có những cái phần ký kết hợp tác về giáo dục, hỗ trợ giáo dục cho trường Đại học Hải Phòng. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái hoạt động, ví dụ như là tuyển sinh các cái bạn thực tập sinh vào làm tại nhà máy. Thì các bạn qua đó thì các bạn có nhiều các cái cơ hội để có thể tiếp xúc trực tiếp với công việc hay là với các cái phần công nghệ của bên tập đoàn. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức để đào tạo tuyển dụng các cái khóa cho LG Track. Các bạn có thể học các cái chương trình mà do LG tự thiết kế. Về phía trường Đại học Hải Phòng, nhà trường đã và sẽ tiếp tục giới thiệu sinh viên ưu tú và đủ tiêu chuẩn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các ngày hội tuyển dụng, các chương trình tuyển dụng, đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các phương tiện của nhà trường, hỗ trợ truyền thông các chương trình tuyển dụng đến sinh viên và cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn tới người lao động. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản để phục vụ cho các doanh nghiệp cũng như cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước. Sau hơn một năm triển khai thi công, thành phố Hải Phòng sẽ chính thức phát lệnh thông xe dự án xây dựng nút giao khắc Bức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư 688,8 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình cầu vượt đã hoàn thành, đủ điều kiện cho xe trọng tải lớn lưu thông. Để thi công hạng mục đường nhánh và nút giao dưới cầu, đồng thời tăng năng lực thông hành của các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua nút theo hướng quốc lộ 5, Đình Vũ, cơ quan chức năng sẽ phân luồng cho các phương tiện xe con, xe tải và container di chuyển theo hướng ngã tư Ác Quy đi cầu An Đồng và ngược lại, được phép lưu thông qua cầu vượt tại nút giao. Hiện Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Sở Giao thông Vận tải về việc tổ chức phân luồng tạm thời khu vực trên và dự kiến sẽ chính thức thực hiện trong những ngày tới. Thời gian qua, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục luật giao thông đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện nhỏ trên sông. Đây là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, hạn chế tối đa các vụ tai nạn trên sông. Qua công tác điều tra cơ bản, đơn vị đã lập hồ sơ quản lý đối với hơn 70 phương tiện hoạt động, làm nghề trên khu vực tuyến sông phía Bắc của thành phố gồm các tuyến sông Đá Bạch, Bạch Đằng, Kinh Môn và sông Thái. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đường thủy, quy định đối với các phương tiện nhỏ, phương tiện gia dụng trên tuyến sông nội địa. Chúng tôi cũng đã xác định rằng một số cái vụ tai nạn liên quan đến những cái người phương tiện nhỏ, phương tiện gia dụng này, là chúng tôi yêu cầu bà con phải về địa phương. Đối với các trường hợp mà chưa đăng ký điều khiển thì phải xác nhận của chính quyền địa phương về nhân thân, nguồn gốc phương tiện, trang bị cho bà con, nhất là mỗi phương tiện hai biển phản quang, ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại để tiện cho việc kiểm soát.
đồng thời là phát trang thiết bị công cụ an toàn cho bà con. Các tuyến sông phía Bắc là những tuyến luồng hỗn hợp, phức tạp, đan xen giữa đường thủy nội địa và luồng hàng hải. Hàng ngày có nhiều phương tiện lưu thông. Cùng với các phương tiện vận tải thì các loại phương tiện gia dụng, phương tiện đánh bắt thủy sản, phương tiện dịch vụ trên sông hoạt động đan xen, trên luồng do thói quen và nhận thức pháp luật còn hạn chế, hoạt động không đúng quy định nên gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bởi vậy, việc tập trung tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân là hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên sông, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.